Hello cả nhà, buổi sáng nha. Nay sáng mình có làm thí nghiệm thử nha cả nhà. Làm mấy cái lợp 7 răng mối. Nay chuyển qua 7 răng mối làm vị trí thứ rồi. Và dế sáng cũng mua rồi nha cả nhà, 7 con dế. Làm thử 4 cái. Còn cái này á là mình làm mình đặt thứ hai kiểu mấy mấy cái kia thì bỏ dế vô, còn cái này mình bỏ dế vô trong cái chai này xong bỏ vô cái lồng này nè, nhớ coi như mình đặt trong cái lồng này là không có mắc mồi nha cả nhà. Mình thử thí nghiệm thử coi, giờ cùng trải nghiệm với mình nha. Đây mình vô nhà rồi, mình vô ngồi hết đó cả nhà. Đó, bỏ dế vô. Còn trong đây mình bỏ ba con, cái này là mình đặt để mình thử thử thí nghiệm thử rồi, mình đặt không có tốn mồi nha cả nhà. Mình chỉ thấy cho nó tạo hình thức cho nó thấy nó độc nó vô rồi nó vô nó không ăn được, còn mấy cái này thì nó vô nó ăn nè. Biết nó vô hay không mình không biết nữa.
cứ mấy cái trước nếu mà thành công là mình sẽ làm thêm nhiều cái bẫy này cả nhà. Đặt thí nghiệm lần đầu nha cả nhà. Chỗ này bữa hôm thấy hai ba con luôn. Mình đặt chỗ này. Đó. Còn cái này cả nhà. Rồi 4 cái hết. Giờ mình giao châu đây. Rồi giờ mời cả nhà cùng đi theo mình đi thăm bãi rắn nha. Có một cái nha, mới đặt cái mối xong rồi về lấy hai bịch lúa nè, lấy hai bịch lúa đi thăm bãi rắn. Có không có không mình cũng cho nó ăn, tắt lương cho nó. Đây là chỗ quen thuộc cả nhà. Chỗ này là chính hai con bữa hổm mình có quay hai clip rồi. Rau cỏ này là cái rau cỏ này cũng tốt cho cả nhà. Cái rau cỏ này là bạn Úc Nam cả nhà, kêu bạn cái đây cái rau đất gì á, cái này là trị thuốc nha cả nhà, làm thuốc nam. Cỏ này làm thuốc nam tốt nha cả nhà. Dân nơi quê tôi gọi tôi tên là Ba Phi, nói sao vang danh chọc cười cho thiên hạ vui. Đi khắp làng trên đến sân dưới, ai nấy đều nghe tôi nói dối, nói lao có bằng nhưng chẳng khi nào hai tới một ai. Đêm qua tôi ra ngoài kênh lưng chạm dân câu, tôi thấy quan xa dập dềnh như lục bình trôi. Ai có ngờ đâu khi kéo lưới nguyên một bầy rùa đang vô lưới, tôi kéo một bầy làm chiếc tàu rùa ra tới Cần Thơ. Nói sao mà không ai cười chê, nói sao mà ai đều vui. Ba Phi là tôi mà niềm vui đến khắp mọi nơi, tiếng cười dân quê sao mà vui, tiếng cười còn vang đến ngàn sao. Chuyện xưa nhớ mãi bác ba lùng chạm vui quá là vui. Đêm qua bác heo đi cậy bác gặp sự lúc cả ngày mới tha, nồi buồn vô thức dân ca ở đường giống gỗ nghe mà thì thấy. Mùa rồi thu hoạch lưới này được hàng tấn gửi nước ngoài tới mua, ra đồng có một con cua hay càng nó bự như hay cổ chùa. Không tin tôi hả, hỏi bả thử coi phải vậy không. Dân nơi quê tôi gọi tôi tên là Ba Phi, nói sao bán danh chọc cười cho thiên hạ vui. Đi khắp làng trên đã sơn vui, ai nay đều nghe tôi nói dối, nói lao có bằng nhưng chẳng khi nào hại tới một ai. Đêm qua tôi ra ngoài kênh lung chạm dân câu, tôi thấy ngoài xa dập dềnh như lục bình trôi. Ai có ngờ đâu khi kéo lưới nguyên một bầy rùa đang vô lưới, tôi kéo một bầy làm chiếc tàu rùa ra tới Cần Thơ. Nói sao
sao mà không ai cười chê, nói sao mà ai ai đều vui. Ba Phi là tôi mà làm vui đen khắp mọi nơi. Tiếng cười dân quê sao mà vui, tiếng cười còn vang lên ngày sáng giờ mình đi làm cái lễ sinh nhật cả nhà. Chạm vui quá là vui. Nói sao mà không ai cười chê, nói sao mà ai ai đều vui. Ba Phi là tôi mà làm vui đen khắp mọi nơi. Tiếng cười dân quê sao mà vui, tiếng cười còn vang lên ngàn sau. Chuyện xưa nhớ mãi bác ba luôn chạm vui quá là vui. Chuyện xưa nhớ mãi bác ba luôn chạm vui quá là vui. Quất mà tiếng dạng vô quá nha. Này cũng không có nữa nha. Cái này tiếng vàng không à. Không có luôn đó nha. Hai cái. Thấy ở đây có mùi mối nè, mình sẽ đi vô cái nhà.